Xin chào các quý vị và các bạn. Những người chơi Polycam, yêu thích Polycam, gặp phải trường hợp mất GPS không phải là không có. Không biết mọi người đã từng gặp chưa, chứ bản thân tôi đã bị đôi ba lần rồi. Như trường hợp anh bạn của tôi dùng Mavic 2 Room mất tín hiệu GPS, máy bay trôi tọt xuống sông ở độ sâu 6m và dâng nó cho Diêm Vương luôn. Còn tôi qua cái clip này để giới thiệu cho mọi người, trường hợp của tôi là trường hợp đầu tiên máy bay Mavic Pro mất tín hiệu GPS. Trong một chuyến lên đền Cỏ Am thuộc xã Diên Minh để quay cảnh đền Cỏ Am và Lèn Hai Vai, từ ngã ba Diễn Châu lên thì trước lúc đi tôi vào nghĩa trang liệt sĩ viếng và thắp hương nghĩa trang, thắp hương cho em trai tôi là liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Làm thủ tục tâm linh xong, chúng tôi đến đền Cỏ Am thuộc xã Diễn Minh, Diễn Châu. Chúng tôi đã đến nơi nhưng đền Cỏ Am tại đây đang có khóa tu mùa hè nên chúng tôi không vào trong chùa để tác nghiệp được. Sau khi đã quay xong toàn cảnh chùa, quay Lèn Hai Vai và các cánh đồng lúa xanh bát ngát, chùa Cỏ Am thì ẩn bình bên một ngọn núi đá. Tôi cho máy bay bay vòng quanh núi, khi máy bay khuất sau núi thì mất tín hiệu GPS và màn hình điện thoại đen kịt. Lúc này thực sự hoang mang và lo lắng. Tiếng báo động kêu tít tít liên hồi. Tôi check định vị để đi tìm. Cánh đồng mênh mông và đồi núi cây tùm, việc tìm kiếm thực sự khó khăn. Lúc này hơn 18 giờ chiều, trời bắt đầu tối. Tôi đang hoang mang tuyệt vọng thì nhận được một cuộc điện thoại ở đầu dây bên kia, hỏi anh có phải là chủ nhân của cái thiết bị bay này không. Chúng tôi đang ở Nghệ An và nhặt được một cái thiết bị bay có ghi số điện thoại này. Tôi vô cùng mừng rỡ, nói vội anh đang ở vị trí nào để tôi đến xin. Tôi cũng đang ở Nghệ An và có thể ở gần anh đấy. Sau khi trao đổi thông tin, tôi đến gặp người gọi điện cho tôi. Nhìn thấy anh cầm Mavic trên tay còn nguyên vẹn, tôi vô cùng mừng rỡ. Máy đang ghi hình thì mất tín hiệu GPS, do vậy đã ghi lại được những hình ảnh trước lúc Mavic tự động hạ cánh xuống ao bèo. Người nhặt được chiếc Mavic có kể lại rằng lúc họ đang làm việc thì nghe tiếng vo vo như đàn ong. Họ cứ tưởng là một đàn ong rất to, nhưng khi ngước lên nhìn thì thấy thiết bị bay đang hạ cánh xuống ao bèo. May là ao bèo rất dày đặc, do đó Mavic không bị rơi xuống nước. Nhận lại chiếc Mavic, tôi đặt vấn đề bồi dưỡng cho anh, nhưng anh đã từ chối không nhận. Tôi nói mãi là coi như tôi mời anh đi uống bia vậy. Cuối cùng anh nhận 200.000. Người quê tôi quá tốt bụng phải không các bạn? Chúng tôi chào tạm biệt anh và ra về lòng đầy phấn khởi. Tìm được Mavic, trên đường về nhà tôi cứ ngẫm nghĩ, có lẽ đây là em trai tôi phù hộ cho tôi và các liệt sĩ đã phù hộ cho tôi. Tôi đã thầm cảm ơn em trai tôi và các liệt sĩ ở nghĩa trang huyện Diễn Châu đã phù hộ cho tôi tìm lại được chiếc Mavic vào thời điểm gần như tuyệt vọng và hoang mang nhất.